Bí ẩn tháng 7 cô hồn, tuổi Quý Hợi 1983, sẽ giàu nhanh chóng mặt, cực giàu ôm tiền tỷ trong tay. Hoan hỉ chào đón quý khán giả đang theo dõi chương trình KB Tử Vi. Thưa quý vị, mong muốn biết trước được số phận của mình là điều mà hầu hết mọi người đều mong muốn. Để giải đáp vấn đề này, từ xưa cổ nhân có truyền lại một bí quyết gọi là Tử Vi, giúp cho quý vị và các bạn nắm bắt được vận mệnh của mình trong từng năm, từng tháng. Xem tử vi cho tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 trong tháng 7 âm lịch thấy rằng, dưới tác động từ cục diện hại thái tuế, Quý Hợi gặp không ít bất lợi trong tháng này, phương diện nào cũng tồn tại ít nhiều mối nguy tiềm tàng, cần phải thận trọng và tính toán kỹ càng hơn. Gặp chuyện khó khăn chớ nên nghĩ tới việc bỏ cuộc, nỗ lực và trả giá xứng đáng mới mong gặt hái thành công. Bên cạnh những tác động xấu do hung tinh mang lại, cát tinh vẫn sẽ xuất hiện để trợ giúp cho bạn. Cốt là bạn luôn cố gắng hết mình và nắm bắt được thời cơ. Để chi tiết hơn về vận trình của tuổi Quý Hợi 1983 trong tháng 7 âm lịch, xin mời quý vị cùng theo dõi video dưới đây. 1. Tổng quan cuộc đời và vận trình người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 trong tháng 7 năm 2024. Quý Hợi 1983 mệnh thủy là người khoan dung độ lượng, dễ tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Do vậy cũng dễ bị lợi dụng bởi sự vị tha của chính mình. Người mang tuổi này đa phần khôn ngoan, nhẫn nại, giỏi chịu đựng. Tính cách này giúp Quý Hợi thành công trong nhiều lĩnh vực, có được nhiều mối quan hệ làm ăn tốt. Quý Hợi có khí chất, nhiệt tình, ngay thẳng. Phụ nữ Quý Hợi rất thích trừng diện, chân thành và tin cậy là hai đặc điểm tính cách nổi bật của người tuổi này. Quý Hợi là người có tâm tính thiện lương, tinh tế, dễ thông cảm với người khác, tri ân bất cầu báo, vì vậy rất thích hợp với những ngành nghề mang tính chất cống hiến như nhà giáo, ngành y, luật pháp. Người tuổi này thường gặp bộ quý nhân giúp đỡ khi đi ra bên ngoài. Nếu trong lá số tử vi được sao tốt tương trợ, họ sẽ tài hoa hơn người, thường làm nhiều việc nghĩa, được thăng quan tiến chức nhanh chóng. Nếu không có sao tốt tương trợ, họ vẫn có thể được hưởng cuộc sống tương đối đầy đủ, nhưng phải chịu đựng nhiều nỗi ưu phiền về tình cảm. Tháng 7 âm lịch, sự nghiệp của bản mệnh gặp phải nhiều khó khăn do có cục diện tương hại ngăn trở. Nhiều sự cố bất chợt xảy ra khiến bạn tốn công tốn sức giải quyết. Nếu bạn trở nên thiếu kiên nhẫn, dễ nổi nóng vào lúc này thì mọi chuyện sẽ càng dễ lâm vào bế tắc, thậm chí kẻ xấu còn nhân cơ hội cướp đi công lao của bạn. Vận trình tài lộc cũng chưa có nhiều tiến triển đáng kể. Bản mệnh tốn nhiều công sức để giải quyết sự cố nên chưa thể tập trung cho những kế hoạch phát triển của mình. Phương diện tình cảm lại khá sáng sủa, bạn và người ấy cảm thấy yêu thương và trân trọng nhau hơn sau khi trải qua những biến cố, hiểu lầm. Hai người chính là động lực thúc đẩy đối phương tiến về phía trước. Quý vị thân mến, tiếp theo của chương trình, KB Tử Vi xin chia sẻ rõ vận trình của người tuổi Quý Hợi trong tháng 7 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. 2. Tổng quan tử vi tuổi Quý Hợi 1983 tháng 7 âm lịch. Xem tử vi tuổi Quý Hợi tháng 7 năm 2024 âm lịch thấy rằng, vận trình của người tuổi Quý Hợi rất bấp bênh do nhiều hung tinh xung chiếu, vận khí giảm sút nghiêm trọng, hung họa nhiều hơn cát lành, hành sự hết sức thận trọng để tránh gặp phải tai ương. Cục diện tương hại gây nên không ít sóng gió đủ để người tuổi này nhiều phen chầy chật, công việc nhiều trở lực, khó khăn chất chồng, họa quan trường luôn rình rập, tiểu nhân ngấm ngầm hãm hại. Càng những biểu hiện xuất sắc và cao ngạo của bản mệnh càng dễ dẫn tới họa thị phi. Hãy nghiêm cẩn và khiêm tốn hơn để tự bảo vệ bản thân. Áp lực công việc lớn, các mối quan hệ xã giao ngày càng rối ren, đồng nghiệp quay sang bất mãn, cấp trên thiếu sự tin tưởng, khiến bản mệnh rối như tơ vò. Có điều, bản mệnh ít nhiều vẫn có được sự tương trợ từ chính ấn và chính quan cát tinh. Chỉ cần tập trung tinh thần cao độ, hạ quyết tâm tới cùng thì vẫn có thành công xứng đáng. Tình hình tài chính trong tháng thăng trầm, nhiều biến động. Mặc dù đầu tư vẫn thấy dấu hiệu thu lời, tuy nhiên lợi nhuận không quá cao, đã vậy rủi ro lại lớn. Chi tiêu trong tháng nhiều, lại có hiện tượng phá tài do bị tiểu nhân lừa gạt, cần tỉnh táo quản lý túi tiền thật chặt. Sức khỏe của trong tháng này có dấu hiệu giảm sút, suy nhược cơ thể. Sức đề kháng kém, cơ thể yếu nhược, ốm đau, bệnh tật, dễ mắc các chứng bệnh thay đổi theo thời tiết. 3. Tử vi tuổi Quý Hợi 1983 tháng 7 năm 2024 âm lịch trên các phương diện. Phương diện sự nghiệp.
cục diện tương hại sẽ khiến cho con đường sự nghiệp của người tuổi Quý Hợi trở nên lắm chông gai, nhiều vướng mắc hơn trước. Những kế hoạch, mục tiêu bạn đặt ra trong thời điểm này khó có thể hoàn thành trong một sớm một chiều, thậm chí còn bị trì hoãn do bạn phải dành thời gian để giải quyết những rắc rối xảy ra bất chợt. Người tuổi này cần phải nhắc nhở bản thân luôn bình tĩnh, kiên nhẫn, chớ nên nổi nóng kẻo mọi việc lại càng trở nên khó khắc phục hơn. Khi nghe thấy những lời khích bác, xúi giục của kẻ xấu, bạn cần phải giữ được lý trí của mình, nếu không rất dễ rơi vào bẫy, bị kẻ khác đổ oan hoặc cướp mất công lao. Đặc biệt là khi tiếp xúc với những nội dung công việc mới, bạn chớ hoang mang, lo lắng, bởi chỉ cần bình tĩnh là dần dần, bạn sẽ làm quen được và tìm ra hướng tiến hành công việc phù hợp với mình. Phương diện tài lộc. Theo tử vi tháng 7 tuổi Quý Hợi âm lịch, vận trình tài lộc của bản mệnh cũng đầy rẫy những khó khăn. Dường như hy vọng kiếm được tiền lãi lời là hy vọng khá xa vời đối với bản mệnh trong thời điểm này. Do có cục diện tương hại tác động, bạn phải giải quyết nhiều rắc rối bất chợt phát sinh, thậm chí phải tốn kém tiền bạc mới có thể êm xuôi. Quý Hợi cần kiên nhẫn trước khi đưa ra những quyết định, đừng nổi nóng kẻo khiến mọi chuyện càng dễ lâm vào bế tắc. Người làm đầu tư, kinh doanh chớ nên hành sự bất cẩn, nóng nảy, khinh suất kẻo rơi vào bẫy của kẻ xấu. Khiến tiền bạc tiêu hao là chuyện nhỏ, dính líu vào pháp luật mới là chuyện lớn. Tháng này, dù có thể bạn chưa thu được một khoản tiền lý tưởng, song công sức của bạn vẫn sẽ được ghi nhận, cấp trên chắc hẳn sẽ giao cho bạn nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, mang lại khoản tiền thưởng, tiền lương tăng trong thời gian tới. Phương diện chi tiêu cũng là điều mà bản mệnh cần phải lưu ý trong thời điểm này. Khi tiền chảy về túi eo hẹp, bạn cũng chớ nên mua sắm quá nhiều cho bản thân hoặc những người thân yêu. Hãy chỉ dành tiền cho những món đồ thực sự cần thiết và phù hợp với mình. Phương diện tình duyên. Dù nhiều phương diện cuộc sống của người tuổi Quý Hợi vướng phải đủ loại khó khăn thì may mắn, tình duyên lại là một điểm sáng đáng kể, bất kể bạn còn độc thân hay đã tìm được người mình yêu mến. Với các cặp vợ chồng, mâu thuẫn qua đi là lúc hai người thêm hiểu và trân trọng nhau hơn. Người ấy thường đưa cho bạn những lời cổ vũ, động viên hữu ích, giúp bạn có thêm động lực cố gắng trong cuộc sống. Nếu có thời gian rảnh, hai người có thể tìm cơ hội để hâm nóng tình cảm vợ chồng, tạo thêm cho nhau những kỷ niệm khó quên. Với những người còn độc thân, bản mệnh có thể được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng, song mọi chuyện có đi đến đâu hay không thì hoàn toàn phụ thuộc vào mong muốn hoặc cách hành động của bạn. Hãy cởi mở và trò chuyện với mọi người xung quanh. Rất có thể bạn sẽ tìm được người phù hợp với mình nhanh chóng thôi. Phương diện sức khỏe. Căn cứ tử vi tháng 7 tuổi Quý Hợi âm lịch, dù cuộc sống trôi đi không mấy suôn sẻ nhưng may mắn là người tuổi này vẫn giữ được trạng thái sức khỏe thể chất khá tốt. Hãy tiếp tục duy trì lối sống lành mạnh, chịu khó luyện tập thể dục thể thao và chớ bắt bản thân làm việc quá sức. Bạn sẽ có đủ sức khỏe để đối diện với mọi vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Khi gặp phải những chuyện không như ý muốn, hãy tự cổ vũ bản thân để có thể suy nghĩ tích cực hơn, chớ than thân trách phận khiến tinh thần thêm căng thẳng, mệt mỏi. Bạn cũng có thể tìm được sự an ủi tâm hồn khi ở bên cạnh những người thân yêu, vì thế đừng ngại tâm sự với người nhà nhé.